Nhà đất Ngọc Hoa xin kính chào quý khách hàng đi mua nhà quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Tân hoan chào đón quý khách hàng đã quay trở lại với kênh YouTube bán nhà góp bán nhà Tân Bình của nhà đất Ngọc Hoa. Hôm nay nhà đất Ngọc Hoa xin giới thiệu với quý khách hàng một căn nhà phố nằm ngay vị trí của đường số 11, phường 11, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Tại căn nhà này thì chúng ta chỉ cắt mặt tiền đường Lê Văn Thọ này, đường Thống Nhất thì tầm 30m thôi nha quý khách hàng ơi. Và đây thì một căn siêu phẩm nhà phố được gia chủ thiết kế trang trí cho quý khách hàng, đó là toàn bộ nội thất này. Căn nhà này có một diện tích đó là ngang 4, độ dài là 14 và được thiết kế là một trệt 3 lầu như quý khách hàng. Với công năng gia chủ thiết kế cho quý khách hàng đó là toàn bộ nội thất này, gồm công năng đó là một phòng khách, một phòng bếp, 4 phòng ngủ và 5 nhà vệ sinh và sân thượng trước sau. Ở đây là mặt tiền của nhà của chúng ta nha, mặt tiền gia chủ thiết kế rất là trẻ trung và hiện đại. Đó. Và đây là vị trí trước nhà của chúng ta nha quý khách hàng, một con hẻm thông thoáng, hai xe hơi chắn nhau rất là thoải mái nha quý khách hàng. Đó đây nha, một khu nhà phố đồng bộ rất là sang trọng. Đó, đây là khu nhà phố của chúng ta, một khu nhà phố rất là hiện đại và an ninh nha quý khách hàng. Căn nhà này thì gia chủ đã vừa sử dụng một kế xong nha quý khách hàng, và căn nhà cũng đã là có hướng bắc của quý khách hàng, phong thủy đông tứ trạch nha. Đó, mặt tiền thiết kế rất là đẹp quý khách hàng. Bây giờ em xin mời quý khách hàng cùng theo chân em cùng di chuyển phía bên trong, chúng ta cùng tham quan căn nhà phố này nha. Ngay khi bước bên trong thì quý khách hàng có thể ý thì dưới đây thì gia chủ đã thiết kế cho chúng ta là một phòng khách, thì gia chủ thiết kế cho khách hàng đó là toàn bộ nội thất này này. Đó, phía trên thì chúng ta có hệ thống đèn chiếu sáng, đèn thật cao. Phía dưới đây thì chúng ta có một bộ ghế sofa gia chủ thiết kế, một phòng khách thì gia chủ đã thiết kế đó là toàn bộ nội thất rồi. Phía bên tay trái khách hàng đây thì gia chủ thiết kế đó là kệ tivi này. Đó, một căn nhà với siêu phẩm, gia chủ thiết kế rất là hiện đại, gia chủ thiết kế đó là toàn bộ nội thất rồi. Đó, và đây là khu vực phòng khách, một bộ ghế sofa. Khi mua nhà thì gia chủ sẽ tặng lại cho khách hàng luôn nha. Và bây giờ xin mời khách hàng cùng theo chân em cùng di chuyển phía bên trong, chúng ta cùng tham quan căn nhà phố này nha. Khi bước đến giữa nhà thì chúng ta có khu vực cầu thang, cầu thang gia chủ thiết kế này rất là vuông vắn. Đó, một phòng bếp gia chủ thiết kế, một bộ bàn ăn 6 ghế. Và phía bên tay trước mặt khách hàng thì gia chủ thiết kế đó là tủ bếp này, có máy hút khói, máy hút mùi. Tủ bếp thì được làm từ gỗ ván ép. Phòng bếp thì rất là hiện đại và sáng và trong suốt nha quý khách hàng ơi. Rồi bây giờ em xin mời quý khách hàng cùng theo chân em cùng di chuyển đến cuộc lầu 1, chúng ta cùng tham quan căn nhà này nha. Căn nhà của chúng ta thì có hướng bắc, phù hợp cho quý khách hàng phong thủy cung đông tứ trạch nha. Đó, và đây là lầu 1 của chúng ta. Lầu 1 thì chủ của chúng ta thì có hai phòng ngủ, một phòng ngủ phía trước nè. Đó, đây là phòng ngủ phía sau. Phòng ngủ này thì tại lầu 1 thì chúng ta có một nhà vệ sinh, một nhà tắm. Đây là nhà vệ sinh ở phía trong, nhà tắm phía ngoài, có vòi tắm này, đó, vòi rửa tay này. Phía sau đây thì chúng ta có phòng ngủ. Phòng ngủ này thì gia chủ thiết kế đó là đầy đủ tiện nghi cho quý khách hàng nha. Có hệ thống máy lạnh này, giường này, chăn ga gối nệm thì gia chủ đã thiết kế đầy đủ rồi. Và có hệ thống tủ âm tường này. Một căn nhà có một mức giá đó là 6 tỷ rưỡi thôi. Giá này thì đang còn thương lượng trực tiếp đến chủ nhà nha. Sàn nhà thì gia chủ lót chúng ta đó là ván ép này, gỗ rất là hiện đại. Rồi em xin mời quý khách hàng cùng theo chân em cùng di chuyển bên khu vực phòng ngủ phía trước nha. Đây là khu phòng ngủ phía trước. Đó, phòng ngủ này thì rất là rộng rãi, có tủ quần áo,
Phía trước thì chúng ta có khu ban công, và chủ trường chúng ta đó tầm 1m2, chúng ta có thể trồng cây phải ở khu vực này nha. Một căn nhà phố thì gia chủ đã thiết kế đầy đủ nội thất rồi, và khi mua nhà thì gia chủ sẽ thiết kế và tặng lại cho khách hàng toàn bộ nội thất nha. Rồi bây giờ em xin mời khách hàng cùng theo chân em cùng di chuyển vào phòng ngủ thứ 3 và phòng ngủ thứ 4 nha. Một căn nhà phố 1 trệt 3 lầu với công năng một phòng khách, một phòng bếp, 4 phòng ngủ, 4 nhà vệ sinh. Đây là khu phòng ngủ phía trước này. À, phòng ngủ phía sau của chúng ta đây. Đây là phòng ngủ thứ 3 thì gia chủ để chống khách hàng để cho khách hàng về thêm nội thất vào nha. Ở đây là nhà vệ sinh, nhà tắm. Đây là một tấm gương thiết kế rất là đẹp nha. Đó, gương này tắt chuyển màu được nha. Đây là khu vực phòng ngủ thứ 4 thì gia chủ để trống luôn. Rồi bây giờ em xin mời quý khách hàng cùng thuê trên em cùng di chuyển lên khu vực sân thượng luôn nha. Một căn siêu phẩm nhà phố tại đường số 11. Gia chủ thiết kế rất là tâm huyết và đẹp nha. Đó, đây là khu vực sân thượng phía sau. Đó, chúng ta có thể trồng cây, phơi quần áo hay là để đồ tại khu vực này được nha. Rồi, em xin mời quý khách hàng cùng theo chân em cùng di chuyển ra khu vực phía trước này. Đây là khu vực sân thượng phía trước với công năng gia chủ thiết kế rất là đẹp nha quý khách hàng. Chúng ta đây có một bộ bàn ghế nhỏ này, gia chủ thiết kế tại đây. Phía trên gia chủ thiết kế chúng ta dàn cây leo rất là đẹp. Một căn siêu phẩm nhà phố thì có mức giá 6 tỷ rưỡi. Giá này thì đang còn thương lượng như quý hàng. Một căn nhà phố thì rất là đẹp, coi là một siêu phẩm nhà phố tại Gò Vấp. Rồi, và em cũng xin nhắc lại, và căn nhà này có một diện tích đó là ngang 4, độ dài là 14, và thiết kế đó là 1 trệt 2 lầu và sân thượng trước sau, và giá thì 6 tỷ rưỡi nha quý nàng ơi. Giá này thì đang còn thương lượng trực tiếp đến chính chủ. Rồi, và nhà đất Ngọc Hoa cũng xin kính chào quý hàng và hẹn lại quý hàng một video khác, và quý hàng hãy nhớ like và subscribe để ủng hộ nhà đất Ngọc Hoa nha.